Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà đi đổi gió với gia đình mình nha. Đây là Victoria Park nè, là một cái công viên rất là nổi tiếng ở cái Illawarra, là một cái town á giáp ranh với lại thành phố Wales, là thành phố mình đang sống nè. Từ Wales mình đi đến Illawarra thì khoảng 30 phút lái xe, cách khoảng 22 cây số. Đây là một cái công viên rất là nổi tiếng luôn, rất là đẹp nữa, tại vì có cái con thác á chảy xuống, rồi có dòng suối chảy băng qua cái chỗ công viên này nè. Ở đây á, thì người ta có thể đến đây để cắm trại nè, rồi đi đến đây á, để đi hiking là đi bộ vòng vòng theo công viên á, rồi mình có thể đi ngắm cảnh nè. Rồi đặc biệt á là hôm nay mình sẽ dẫn đi mọi người đi một đến đây để với mục đích rất là đặc biệt luôn nha. Mời mọi người cùng xem cái video này để coi là gia đình mình đến đây làm gì nè. Mỗi năm á thì gia đình mình á đều đi đến đây để chơi hết á, có năm thì đến 2 lần 3 lần 4 lần, năm nào cũng đi đến đây hết. Năm nay á thì đây là lần đầu tiên của gia đình mình đi đến cái Victoria vào mùa hè năm nay nè. Đó, ở đây á, là cái chỗ để mình đi ghe để mình nhìn xung quanh có con thác á, giống như là họ xây một cái chỗ để mình đi ngắm cảnh vậy đó. Đó, nó sẽ đưa ra ngoài đứng đây để mình có thể ngắm được toàn cảnh của cái con suối này nè. Ở phía đầu bên kia thì sẽ có nước chảy xuống rất là nhiều luôn nha. Đó, mọi người có thể thấy đấy không, rất là hoang sơ luôn. Chỗ này á, chủ yếu là ngắm tắm cảnh thôi. Những ai mà yêu thích thiên nhiên á thì đến đây là hợp lý luôn. Đó, xung quanh thì rừng cây nhưng mà rất là sạch sẽ. Mình nhìn không thấy lá khô luôn mọi người. Có thể là chắc có nhân viên dọn dẹp hay sao á, hoặc là người ta đi nhiều quá nó thành cái đường mòn luôn rồi. Đó, cây cỏ rất là nhiều luôn mà không thấy lá. Hoặc là cỏ mọc bậm rạp không có luôn. Những rất là sạch sẽ luôn đúng không? Đó, có mấy khu này thì có lá khô một chút nè, còn phía bên kia là không có. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái con đường để mình đi xuống dưới cái thác đó. Cái suối á. Giờ này thì cũng hơi vắng nha, nhưng mà một lúc nữa sẽ đông. Đó, ở đây là có cái tên của cái cây cầu nè. Cây cầu bên phía đó mình nhìn qua, lúc mình đi thì là cái xe mình chạy trên cây cầu đó mình mới đi qua được cái công viên này nè. Đó, tên của cây cầu đó. Đó, mọi người có thể thấy cái cây cầu có xe người ta chạy qua nè, có người đứng đó đi ngắm cảnh luôn đó, thấy không? Đó. Ở đây có một cái điều đặc biệt đó là họ có tổ chức cho mình chơi zip line nha, là căng một cái cọng dây á băng qua cái thác này nè, cái con suối nè, từ bên đầu này qua đầu kia rồi họ đi rồi đeo đồ bảo hộ đi qua bằng một cái cọng dây thôi. Nhìn sợ lắm nhưng mà hôm đó mình quên không có bay được cho mọi người. Bây giờ mình đi bậc thang xuống nè. Đó, những ai mà thích leo núi thì có thể đi đến đây để thám hiểm nha, tham quan thử coi. Mình đi thấy ở đây thì có rất là nhiều người ở những cái thành phố khác lại đây luôn, đặc biệt là ở Toronto nè. Ở Wales thì chỉ lại đến đây chỉ có 30 phút thôi, còn ở Toronto là đến đây mất hơn một tiếng, có khi 1 tiếng rưỡi 2 tiếng để đến đây đó. Bây giờ mình đó, sau khi mà chật vật để lội xuống hết những cái bậc thang á, leo leo thì xuống đây được nè. Đó, mọi người có thể thấy những cái người ngồi đây là cái người Memonai á, là những cái người dân tộc ở đây nè. Họ mặc đồ rất là khác so với mình luôn, họ sống là chủ yếu là tự cung tự cấp luôn á mọi người. Học cũng vậy, họ có trường riêng của họ đó. Muốn đi lên trở ngược lại thì mình phải leo lên những cái bậc đá nè mới đi lên được. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống những con thác này để chơi nha. Đó, mình thấy không, họ mặc đồ rất là đặc biệt đúng không? Mà cái màu quần áo của họ cũng là những cái màu giống như tối giản thôi, không phải màu sặc sỡ đâu. Đó, nước thì rất là trong, mà có điều một cái là nước lạnh lắm nha. Đó, mọi người thấy không, nước chảy liên tục luôn. Tại vì phía đầu bên đầu thượng nguồn á là cái con suối nó chảy xuống vậy nè. Ở đây là gần như là không phải là hạ nguồn mà cũng dính giữa rồi. Đây chính là mục đích mà gia đình mình đến đây hôm nay nè. Đó, mọi người có thể thấy lúc đầu video á, thì đây là gia đình mình, tức là mấy mẹ con mình nó đang bắt những cái con gì ở dưới nước nha. Nếu mọi người nhìn kỹ thì có thể thấy là những cái con tôm nè. Những cái con này thì nhìn rất là giống những cái con lobster luôn, là những cái con tôm hùm của Canada đó. Nhưng mà cái con này thì nhỏ thôi, nó cũng dạng giống như cái con crawfish ở bên Mỹ mà người ta hay ăn rất là nổi tiếng á. Thì ở đây thì con này gọi là cũng giống như là dạng crawfish vậy đó, mà nó dạng nhỏ hơn đó. Cũng là dạng tôm hùm đất nhưng mà loại nhỏ.
đó, mọi người thấy không, rất là dễ bắt luôn, mà nhìn kỹ mới có thể thấy nó đó, nó nằm ở dưới những cái cục đá đó, rất là khó thấy luôn. Nếu mọi người xem kỹ hơn á thì sẽ thấy là hôm nay mấy đứa nhập mặc đồ khác rồi, tại vì hôm qua gia đình mình đến đây á là mình có bắt được những cái con này rồi, bắt được những cái con cá nhỏ nữa. Rồi cái đem về thì mình để ở ngoài sân á, còn cho mấy đứa nhỏ chơi trong cái bồn nhỏ á, thì hôm sau không biết con gì nó ăn hết trơn, không còn cái con tôm nhỏ này nữa. Nên mấy đứa nhỏ nó nói là nó muốn bắt những cái con này về nuôi á, nên nó rủ ba nó đó là phải lại đến đây thêm một ngày nữa để bắt những con này, để hôm nay rút kinh nghiệm là mình sẽ đem những cái con này vô nhà để coi là có nuôi được nó hay không, tại vì thấy nó dễ thương quá đó. Hôm nay là mình quay lại nè, chứ hôm qua thì mình không có quay. Bắt nó thì nó bơi rất là nhanh nha, và đặc biệt nó bơi ngược, bởi vì mình lấy cái tay mình sẽ lùa nó, mình đặt cái vợt ở sau lưng đó, mình lấy cái tay mình lùa vô thì nó sẽ bơi ngược lại, nó vô trong cái rổ thôi, rất là dễ bắt luôn. Mà đặc biệt ở chỗ này, cái khu này á, cũng chỉ có chỗ bóng đá mình mới có những con này thôi, còn mình lại những cái chỗ khác á, cũng trong cái dòng xuống này là không có, hình như chỗ này là chỗ để nó ở hay sao á. Rồi vòng vòng đó là có mấy con cá, nó bơi rất là nhiều, rất là nhiều cá luôn. Ở Việt Nam giống như là mấy những cái con cá lồng tông mà mình ở dưới sông gì đó, ở miền Tây á có nhiều lắm. Rồi ở đây chắc cũng là dạng đó đó, cái nó bơi nhanh lắm, mình dùng cái vợt á mình cũng bắt được. Hôm qua là mình bắt bằng tay luôn á, dùng hai tay mình lùa nó vô những cái chỗ nước cạn là mình bắt được đó. Mọi người thấy không, đó mình sẽ lùa nó vô đó, nó bơi ngược lại bắt nó được rồi đó. Con này thì ở Canada gọi là crayfish đó, mọi người nhìn thấy không, nó giống như là con cá nhưng mà không phải là cá mà thuộc dạng tôm. Ở đây mà đi đến đây á, thì chủ yếu là để ngắm cảnh thôi, nhưng mà những ai nhìn kỹ lắm á, mới thấy được những cái con này, nên ít có người biết là ở đây bắt được những con này lắm. Cá thì có thấy dễ thấy đó, nhưng mà tôm nhỏ thì khó. Hôm nay mình đi thì cũng có một cái nhóm người đi bắt những cái con cá như tôm này nữa nè. Không, mình nghĩ là họ chỉ bắt cá thôi, tại họ đem cái vợt rất là to luôn, họ đứng phía ngoài á, họ bắt những cái con cá. Nhưng mà con tôm này phải lại những cái mỏm đá, những cái cục đá gồ ghề như nè mới có thể bắt được nó, nên chắc không biết đâu. Ít có người nào mà biết ở đây những có những cái con tôm này lắm. Nhìn những cái dưới những cái rong này là nhìn kỹ lắm á mới thấy được nó. Còn cá bơi đó, mọi người có thể thấy không, cá bơi đó, cá thì nó bơi nhanh quá quay không kịp được. Mọi người thấy được là những cái con cá bơi đó, đó cá bơi đó. Nhưng mà cái chỗ này thì được cái là nước rất là trong đó, sau một tiếng đồng hồ mình con bắt nè, mình bắt được những cái con cá nè. Có kinh nghiệm từ hôm qua thì những cái vợt hay bắt nó dễ hơn, nhưng mà hôm qua mình không có vợt, mình bắt bằng tay không cũng bắt được mười mấy con cá đó. Bây giờ đi về nha mọi người nha, mình sẽ quay cho mọi người xem coi là ở vòng vòng cái town Illawarra này có cái gì nè. Đó, vậy này là thành quả của mấy mẹ con mình nha, bắt được những con tôm này quá chừng tôm luôn. Đó, ở trong đây có một cái con cá rất là to luôn á, con cá to nhất mình bắt từ hôm qua tới giờ mà mình quên nó, mình không có vớt nó ra, nó trong chung với những con tôm này nè. Cái lúc về đó con cá nó mà không để ý thấy nữa, giờ này mới thấy được con cá thì muộn rồi, mình nói là ok đi cho nó trong đây chắc không sao, ai ngờ đâu về tới nhà nó chết mất tiêu, uổng ghê luôn đó. Phải mà mấy con này mà to chút á là giống như crayfish là bắt về ăn được rồi, bây giờ mình bắt về làm thú cưng thôi nha, để nuôi chơi thôi. Đó, đây là một cái cho mọi người xem một cái vòng của cái thao này nè. Thao này dễ thương lắm luôn á. Nói chung là đây là một cái thao nhỏ thôi chứ không có lớn, nhưng mà nhìn chung thì rất là dễ thương, mà thấy nó lãng mạn với nó yên bình sao á. Đó, xe người ta từ những cái nơi khác đến đây rất là nhiều luôn. Mày thấy không? Xe đậu mà đợi để đèn xanh đèn đỏ đi là kẹt xe luôn á. Đó, nó để là Illawarra Mill đó. Đó, ở đây cũng có museum nè. Rồi có những cái trung tâm để về triển lãm tranh nè, có nhà thờ nè, và đặc biệt ở đây có casino luôn nha. Những cái thao nhỏ thôi mà có casino để mình đến đây chơi luôn á. Đây là cái thao để du lịch luôn á, nên là rất là đông người đến đây vào mùa hè luôn. Mình thì tiện hơn là tại vì nhà mình đến đây rất là gần, nên khi nào muốn đi là cứ lên xe ngồi đi thôi. Mà mùa hè đi dọc theo cái đường đến đây á thì rất là đẹp, ngắm cảnh đẹp lắm. Cũng ghê luôn, con cá bự nó phải để trong cái bọc của con cá kia đâu có chết đâu. Hot and say. Con đừng có bỏ nước vô nha, nó bò ra thử coi. Mấy cái cây giớt mất tiêu rồi. Oh, giớt con cá bự nè.
gave us that. Yeah, I don't want you to take it out. No. Bye-bye, you're going backwards, you know. Con này là con bự nhất á, nhìn đi hệt con tôm hùm luôn. It's gonna be. Bye bye, you're in the water, you know. Không có khác gì tôm hùm đâu ha. Can mà I put sao the water nước ngọt? Con chết rồi kìa con chết rồi kìa, đem về nhà mày ấy chết rồi nè. Con này chắc đi vô làm gớt quá. Ngồi chết rồi nè. Chết con rồi. Tại chạy vườn nhà tới đây á, từ đó mà về tới nhà cũng 20 phút. Chết hình con rồi. Chết hình con này, chết hình con cá. Mấy con cá khi mà để trong bọc nó không chết hay không? Mà để con cá bự rồi chung với con cá, con này thì nó chết nè, ổn ghê luôn. Bơi bơi. Bơi bơi nè, con này còn có con cá càng luôn. I touched this before, I touched it. Đó, có ai biết con này con gì không, nói cho mình biết chứ. Mình thì mình thấy nhìn giống con. I got cat. Con lobster. Guys, if you know what this animal is, comment down below in our video, please. Vậy nên là có ai mà biết con này con gì không cho nó biết. Con này con gì? Nó bò nè. Con bự nhất bắt được. Nhìn thì không biết nó tượng trưng nó như thế nào. Đây. Cái bằng ngón tay. Ngón tay chỏ của mình thôi. Cái con nhỏ xíu à. Ngày hôm trước thì mình cũng bắt mấy con này về, nó ít hơn hôm nay. Mình cũng để nước nhiều lắm, cho nó bơi nó ở trong đây mà không biết con gì nó ăn nữa. Sáng hôm sau là bị ăn hết trơn luôn, còn có một con là trốn trong cái hốc thôi. Bởi vì hôm nay mình thả nó ở đây cho nó quen thôi, chút xíu mình sẽ bắt vô nhà nha. Chứ không dám để đây nữa, để đây chắc mình nghĩ là con sóc á, à, con raccoon á, lại nó ăn hết mấy con này à. Mình bắt nãy chắc cũng có 20 con á. Hơn có 30 con. Trong đây nóng quá nè. Ồ, nó tập trung như đây quá chừng luôn nè. Mom, can I put the water? This is where you put. 30 con. No, that is making you fall away. Ở đây nước nhiều quá nó nhảy ra ngoài đó. Hôm qua mình đã nước nhiều quá nó nhảy ra ngoài đó, móc đó. Rút kinh nghiệm từ hôm qua nên giờ tối đó mình sẽ đem những con này vô nhà nha. À, mình đã vô cái thùng nè, rồi để nước vô hơi hơi vậy đó, rồi để những cái cục đá làm cái hang cho nó ở nè, rồi để thêm cái rong này trong cái bồn cát của mình đem ra nè, để tạo chỗ cho nó leo lên, nó nằm á, nó trú ẩn buổi tối nó ngủ á. Đó, bởi vì đi đây thì có niềm vui, bây giờ phát hiện rồi là có niềm vui bắt những cái con này vui lắm. Những ai mà đang ở thành phố Wales nè, hoặc là ở Ontario, Canada nè, mà chưa trải nghiệm ở cái Victoria Park của Illawarra nè, muốn đến đây tham quan nè, ngắm cảnh nè, đi bộ, rồi hiking, hoặc là đi khám phá thiên nhiên nè, có thể đến đây để tham quan một lần nha. Rồi nếu mà muốn trải nghiệm bắt những con này cho vui thì cũng có thể đến đây tham quan rồi bắt nó nè. Nếu không cần phải bắt nó về đâu, mình bắt xong mình giống như là mình bắt chơi thôi, mình thả nó lại cũng được. Trải nghiệm cái cảm giác á, mà tìm rồi bắt những cái con này nè, rồi lúc bắt được á vui lắm mọi người. Mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích lắm luôn. Thế nào á, mùa hè năm sau cũng ngủ thì đến đây để bắt những cái con này nữa cho coi. Đó, bây giờ mình bỏ những cái con này, mình suy nghĩ là ồ, mình nghĩ là nó trong đó nó không có oxy á, sợ nó chết á, nên mình bỏ những cái bồn cá của mình luôn. Cho nó ăn những cái rong rêu với lại những cái phân của mấy con cá ở dưới á, nó dọn sạch nước cho mình cũng được. Mà mọi người thấy nó khô không? Bên đó những cái gốc của cái bồn cá nó có cái keo dán bồn cá đó. Đó, nó đu theo cái keo này để nó bò lên nè. Khô dễ sợ luôn á. Đó, nó bò theo hàng á, nhiều khi ngồi ngắm nó cũng vui lắm. 3-4 con á, nó bò chung với nhau, có khi nó bò lên tới mí mặt nước luôn nha. Cái nó rớt một con, từ trên đầu nó rớt thì những cái con sau nó rớt xuống hết. Nhìn nó mắc cười lắm luôn. Đây là cái bồn cá mà mình chỉ dành nuôi cá bảy màu thôi nha. Nhưng mà cái cá bảy màu của mình nó vừa mình nó bị bệnh nó chết hết rồi, chỉ còn có 4 con à. Cái bồn nó buồn quá, có 4 con cá nhỏ thôi nên chuẩn bị đi mua cá mới về nuôi á. Sao bắt được những cái con này nè. Về thấy nó cũng dễ thương. Về nó bơi á. Nhìn thấy tự nhiên cái bồn cá của mình nó có nhiều sinh khí, thấy nó vui, nó nhìn thấy nhiều cá nó vui hơn, nên là không cần phải mua cá mới nữa. Những cái con này là thành những cái con pet của nhà mình luôn đó. Mới về thì những cái con cá mới nè nó còn lạ, nó không dám bơi lên ăn đâu. Bây giờ á thì sau một thời gian á thì nó quen từ từ rồi nè. Đó, cái video này á thì mình quay cả tuần lễ trước rồi, còn hiện tại bây giờ thì những con cá nó quen rồi, thức ăn mà thả xuống hả là tranh nhau nó ăn y như là cá mình nuôi á, cá kiển vậy đó. Nhiều khi mình bị stress á, mình ngồi mình nhìn những cái con tôm này nè, nó bò lên rồi nó gớt xuống rồi nó lại kiên trì nó bò lên tiếp á, thấy cũng vui lắm đó. Đó cũng là một cách để mình giải stress nha mọi người. Một tuần sau đó, sau một tuần á thì những cái con cá này đã quen nè mọi người, nó biết bơi lên để nó lấy thức ăn nó ăn rồi đó. Những cái ngày đầu mình cho thức ăn nó không dám lên lấy, tại nó rất là sợ và rất là nhát luôn. Hôm nay thì đã quen rồi nè. Còn những cái con tôm nó vẫn lì như cũ nha,
nó vẫn hả kiếm cái đường đó, nó thoát khỏi cái bồn nè, mà nó thoát đâu có được đâu, vẫn leo lên mỗi ngày từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, lúc nào mình nhìn vô cái bồn lúc nào cũng thấy nó leo lên hết trơn, nó gớt xuống rồi nó lại leo lên nữa, leo lên nữa rồi lại gớt xuống, cứ như vậy làm tới á. Nhưng mà được một điều đặc biệt á là những cái con này nó có lãnh thổ riêng nha, mọi người có thể nhìn thấy không, mỗi một con là nó ở một chỗ đó, mình nuôi nó một tuần rồi đó mình thấy là mỗi một con sẽ có một cái lãnh thổ riêng biệt luôn, không có con nào mà lại xâm chiếm con nào đâu nha. Khi nào nó lại mà nó qua chỗ cái con khác á, là nó sẽ cắn nhau rồi nó kẹp nhau, nó gượt nhau, mắc cười lắm, mà tiếc là mình không quay được cái cảnh đó thôi. Thì một chút nữa mọi người sẽ thấy nè, nó qua nó dành có một cái con, nó qua nó dành chỗ của con khác nè, còn nó cắn nhau rồi nó bay, nó nhảy lên như là siêu nhân vậy đó. Video này mình cũng muốn chia sẻ cho những ai có niềm đam mê nuôi cá giống như mình nè, có thể trải nghiệm những cái con cá mới nha, giống như những con tôm vậy nè. Mình nghĩ là mình nó không đẹp đâu, nuôi nó không có gì thú vị hết, nhưng mà mình nuôi nó đi mình mới biết, mình trải nghiệm thử mình biết là nó vui lắm luôn. Nhiều khi mình trải nghiệm những cái điều mới cũng thú vị lắm nè, bởi vì mọi người đừng có ngại để trải nghiệm và khám phá những điều mới nha. Rồi bây giờ lúc mình nói nè, mọi người sẽ xem cái con crayfish thì nó biểu diễn ảo thuật và nó diễn hài cho mọi người xem nha. Nó thấy ảnh không, cũng như diễn viên hài vậy đó. Ok, bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này nha, hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo, bye bye.